Công an huyện Tuần Giáo phát hiện một nhóm 5 đối tượng người lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn tới địa bàn. Qua theo dõi, phát hiện 5 đối tượng tụ tập tại một khu đất trống, giải bạt xuống đất, phủ khăn ren trắng lên đầu và thực hành những nghi lễ để chia sẻ kinh thánh, làm lễ rửa chân để gia nhập hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Tang vật thu giữ tại hiện trường có một cuốn kinh thành Tân Ước, Cựu Ước, bản photocopy, 3 khăn ren trắng dùng để chùm đầu cho người gia nhập mới, 6 hộp nhựa, trong mỗi hộp nhựa chứa một miếng bánh gọi là bánh thánh và một lọ nước màu đỏ gọi là nước thánh. 2 phong bì thư chứa tổng cộng 60.000 đồng được xác định là của 2 thành viên dùng để chia sẻ với hội. Nguy hiểm hơn là có danh sách 56 người thuộc các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà nhóm đối tượng đã tiếp xúc để lôi kéo. Hiện Công an huyện Tuần Giáo đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, sớm kết luận để cảnh báo người dân tránh xa tổ chức được gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với nhiều biểu hiện tiêu cực, lệch lạc về nhận thức, mê tín dị đoan.